Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến tham quan một căn nhà mặt tiền với diện tích ngang 5, độ dài 16m, thiết kế 1 trệt và 3 lầu. Tọa lạc trên trục mặt tiền đường số thuộc đường Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà thiết kế rất là đẹp, có thang máy kính 450kg và đây là mặt tiền và chính căn nhà mặt tiền chúng ta. Căn nhà mặt tiền ngang 5, độ sâu 16m, xây phun đất, thuận tiện ở làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Và quý vị đang cùng Huy Hùng đứng bên ngoài khu vực mặt tiền đường. Mặt tiền đường này lên tới 16m, có vỉa hè và cây xanh, sát bên nhà văn hóa thiếu nhi quận Gò Vấp và kề bên là trường học Võ Thị Sáu. Khu này thì quý vị ở làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa, có thể buôn bán và kinh doanh đủ ngành nghề luôn nha quý vị. Một căn nhà mặt tiền rất là tuyệt vời, với diện tích rất là khủng, ngang 5m, độ dài lên tới 16m, được gia chủ xây mới, thiết kế 1 trệt và 3 lầu. Nhà thiết kế sẽ có khu vực gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và 6 phòng vệ sinh. Với hướng nhà là hướng đông, phù hợp cho đại gia đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Quý anh chị đang tìm nhà hướng đông, đông nam thì hãy đến xem căn nhà này nha mọi người. Căn nhà được xây mới và thiết kế rất là đẹp này. Chúng ta nhìn lại mặt tiền mà chính căn nhà một lần nữa này, trước khi vào bên trong để tham quan không gian bên trong căn nhà nhé. Bên ngoài có vỉa hè 3m và cây xanh, có hai lớp cửa, một lớp cửa cổng, lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm lùa. Bên trong lớp cửa nhôm thì có hai tủ giày dép hai bên, và trong đây thì quý vị có khu vực gara đậu xe hơi, xe máy. Quý vị đậu vừa được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ và đậu thêm khoảng chục chiếc xe máy nữa. Phía sau khu vực gara xe hơi sẽ là không gian phòng khách với nội thất được gia chủ tặng kèm, bao gồm sofa và những bức tường được ốp nhựa trang trí kết hợp với đèn trần, đèn led và đèn chiếu sáng rất là lung linh. Phía sau bên ngoài là cầu thang bộ và bên trong là cầu thang máy kính 450kg. Đối diện với cầu thang máy kính là khu vực hệ thống tủ kệ với tủ kệ trưng bày và tủ rượu. Phía sau căn nhà thì quý vị còn có mặt tiền hẻm thoát hiểm phía sau. Và đây là một căn nhà có lối thoát hiểm. Phòng bếp phía sau thì có bàn ăn 6 ghế kết hợp với tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường. Có khu vực để tủ lạnh, khu vực đặt bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát và vệ sinh dưới cầu thang. Phía sau căn nhà này thì có một lối thoát hiểm và có hệ thống báo cháy ở phía đằng sau. Khu này thì có báo cháy đầy đủ luôn nha quý vị. Có lối thoát hiểm cho khu phố của nhà mình và có hệ thống báo cháy này cho toàn bộ khu nhà. Căn nhà rất tuyệt vời. Mặt tiền đường, hai mặt tiền trước và sau, phía sau là lối thoát hiểm lên tới 2m, phía trước là mặt tiền đường lên tới 16m. Đường thông sát bên trường học Võ Thị Sáu, kề bên là nhà văn hóa thiếu nhi quận Gò Vấp, rất là gần với siêu thị Lotte Mart và khu dân cư Cityland. Phía dưới cầu thang máy là hệ thống vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và chúng ta đang quay ngược từ phía sau ra phía ngoài khu vực gara đậu xe hơi và phòng khách. Khu vực cầu thang máy thì quý vị sẽ có cầu thang máy kính 450 nha. Đây là cầu thang máy bên trong này. Cầu thang máy này đi lên tới sân thượng luôn nha quý anh chị. Và di chuyển lên khu vực cầu thang bộ với mặt đá hoa cương trắng đen, đèn led. Và ở đây thì cầu thang máy thì ôm lấy cầu thang bộ, cầu thang bộ thì ôm lấy cầu thang máy nhá. Nên là quý vị sẽ lên không gian các phòng ngủ. Nhà thì sẽ có 4 phòng và tất cả các phòng đều tặng kèm full nội thất. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này thì phía sau, và phòng ngủ này thì không có nội thất nha quý vị. Chúng ta sẽ có hai phòng phía trước là có nội thất, hai phòng phía sau thì chưa có nội thất. Với giá bán gia chủ đang chào bán là 14 tỷ 700 triệu đồng còn thương lượng, và để lại một số nội thất tặng kèm khi mua, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Nhà ngang 5 rất là mát, phía sau có cửa sổ ra khu vực lối thoát hiểm phía sau này, và tủ áo thì nằm ngay kề bên phòng vệ sinh. Tủ áo thì làm rất là đẹp, có đèn led bên trong. Và phòng vệ sinh của phòng ngủ phía sau thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Quý vị đang cùng Huy Hùng tham quan căn nhà hướng đông nam với diện tích ngang 5, độ dài 16m, mặt tiền đường, thuận tiện ở buôn bán cho thuê. Với giá bán gia chủ đang chào bán là 14 tỷ 700 triệu đồng còn thương lượng. Với chủ nhà hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Nhà xây mới, full nội thất kèm theo,
pháp lý giấy tờ rõ ràng, quý anh chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Và chúng ta đang ra không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước, phòng ngủ full nội thất. Phòng ngủ số 2 thì quý vị sẽ có hệ thống dàn tủ áo, tủ kệ tivi, bàn làm việc bên tay phải màn hình. Phía bên trái màn hình là hệ thống giường ngủ kết hợp với máy lạnh và vệ sinh. Ở đây thì có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh. Và bên ngoài thì quý vị sẽ có cửa sổ và cửa ra ban công. Với ban công mét 2 và ngoài ban công có những cây lam được trồng cây xanh bên ngoài rất là tuyệt vời. Một căn nhà mặt tiền với giá bán là 14 tỷ 700 triệu đồng, còn thương lượng trực tiếp với chủ hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý vị quan tâm căn này thì có thể gọi trực tiếp cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Một căn nhà có thang máy 450kg và phòng vệ sinh của phòng ngủ phía trước thì có bồn tắm nằm, xông hơi, massage kết hợp với bồn cầu, lavabo rửa mặt và vòi tắm hoa sen. Và di chuyển lên trên lầu thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 3 và số 4. Ở đây thì cầu thang máy kính này, ôm lấy cầu thang bộ nha. Khu vực cầu thang bộ đi lên trên thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 3 và số 4. Quý vị đang tham quan trực tiếp căn nhà hướng Đông Nam với thiết kế rất là đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm, sổ hồng riêng. Và đây là một căn nhà full nội thất tặng kèm cho quý vị khi mua. Với giá bán, gia chủ đang chào bán rất là mềm mại và cực kỳ hữu nghị, 14 tỷ 700 triệu đồng. Không gian phòng ngủ số 3 này thì có nội thất bao gồm giường ngủ đóng trệt, kết hợp với chăn ga gối nệm, máy lạnh, cửa sổ ra khu vực lối thoát hiểm phía sau, bàn làm việc, bàn trang điểm, tủ kệ sách và vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là không gian phòng ngủ số 3. Quý vị đang tìm một căn nhà mặt tiền ngang 5m có thang máy, thuận tiện ở cho thuê, buôn bán làm văn phòng công ty thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho quý vị chúng ta sở hữu và mua về ở. Một căn nhà rất tuyệt vời, ngang 5, độ dài 16m hướng Đông Nam, mặt tiền đường, tiện ở kinh doanh bán làm văn phòng công ty. Hãy liên hệ cho Huy Hùng để có giá tốt khi mua, hỗ trợ vay ngân hàng, hỗ trợ thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Và liên hệ xem nhà bên Huy Hùng, quý vị sẽ được rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 2-500 triệu đồng một căn. Và chúng ta sẽ di chuyển ra không gian phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng nhé. Khu vực không gian phòng ngủ số 4 thì quý vị sẽ có đầy đủ nội thất và cái phòng ngủ này cũng rất là rộng, vẫn thiết kế giống bên dưới với hệ thống tủ áo và bàn trang điểm, bàn làm việc bên tay phải màn hình. Bên tay trái màn hình là hệ thống giường ngủ kết hợp với vệ sinh, máy lạnh và chăn ga gối nệm, có cửa sổ ra ban công. Và ngoài ban công thì trồng rất là nhiều cây xanh, quý vị nhìn này, ban công trồng rất là nhiều cây xanh nhé. Với hệ thống ban công m2 và ngoài ban công có ốp nhựa. Nhà mình thì đối diện là trường học Võ Thị Sáu này, ngay trường học Võ Thị Sáu nhé. Đường rất là rộng, công viên trước nhà sát bên nhà văn hóa thiếu nhi quận, một vị trí thông từ đường Lê Đức Thọ ra đường Nguyễn Văn Lượng. Căn nhà này thì quý vị có thể mua ở, mua kinh doanh, mua cho thuê đều tuyệt vời. Giá bán là 14 tỷ 700 triệu đồng, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý vị quan tâm căn này thì hãy gọi trực tiếp cho nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng và xem thêm nhiều nhà khác trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12 để xem thêm nhiều mẫu mã nhà đẹp. Và lên trên đây thì quý vị sẽ đến với khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng nhé. Khu vực phía sau là khu vực không gian phòng giặt đồ. Chúng ta sẽ có khu vực giặt đồ, phơi đồ ở đây với hệ thống cấp thoát nước và bên trên thì quý vị còn được lập mái che. Và bên ngoài đây thì quý vị sẽ có khu vực không gian phòng vệ sinh và phòng vệ sinh rất là rộng ở trên khu vực sân thượng này, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Một căn nhà mà có cả phòng vệ sinh sân thượng luôn nha quý vị. Cầu thang máy thì đi lên tới sân thượng luôn này. Đây là khu vực cầu thang máy nhá. Cầu thang máy kính 450kg. Và bên ngoài đây thì quý vị sẽ có không gian phòng thờ rộng. Đây là không gian phòng thờ rộng và sân thượng phía trước của căn nhà. Một căn nhà hướng Đông Nam đang là mặt tiền đường với diện tích ngang 5, độ dài lên tới 16m, xây full, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Giá bán là 14 tỷ 700 triệu đồng còn thương lượng mạnh. Quý vị quan tâm căn này thì hãy gọi cho Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Một căn nhà mà đối diện là trường học và nhà văn hóa thiếu nhi.
Quý vị có thể tiện kinh doanh bán đa ngành nghề, mua ở mua cho thuê đều tuyệt vời. Giá bán thì còn thương lượng với chủ. Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chúng ta ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.